đợt này thì Bông Hoàng Sang mới về một con máy Kuta D782 nha các bạn. Đây, giới thiệu số cho anh em xem ha. Đây, Kuta D782, cái mặt này còn rất là mới luôn anh em ơi. Mất in da băng ha. Đây, Kuta 782. Màu nước sơn thì quá đẹp luôn ha. Này Bông Hoàng Sang không có xài phụ da luôn anh không em ơi. Không có xài phụ da. Anh em mới xài phụ da gì thấy mệt lắm ha. Nếu mà có phụ da về phải không? Mà kiếm lon phụ da hay là một miếng phụ da cho quý xưởng luôn. Tặng luôn không? Tặng máy luôn. Về rất là nhiều máy, nhưng mà anh em phát hiện có xài phụ gia đây là nếu vô xưởng là có là phụ gia thì mình sẽ tặng cho xưởng ha. Có thứ máy chạy đó là máy chạy nhớt anh em ơi, chứ không phải phụ gia đâu ha. Nói phụ gia để máy xong mà mấy anh em để máy không có hơi gì đó, nói chung mình bán bên đây thì máy nào rất hơi thì nó rất hơi nha bạn, còn máy nào kín thì kín. Máy rất hơi ra để bán rẻ cho anh em chứ không phải là mình đề là mỗi lần đề mình vô phụ gia anh em nói đề, chứ mà có hai máy nó kín nè thì máy nào rớt thì nó rớt, có lầm lầm thì nó có lầm lầm thì nó giá nó rẻ hơn. Con này máy thì nó mới thì nó mới. Đây, con cái lốc thì số 78 nha bạn. 78. Nó đề 12 ha. Máy này thì bọn sang mới quá anh em nói sơn lại thì cũng không có rảnh đi sơn lại đâu ha. Mà ai mà làm thợ sơn làm sơn một chút xíu là anh em phát hiện rồi là giá trị cái máy nó mất 50% các bạn. Thì máy sao để gì? Cái nào chạy xước thì để nguyên luôn, zin. Còn anh em giảm giá vậy đó thì sau này khi nào mua thì mình mới làm zin ha, chứ zin sao để gì? Chứ mình vô miếng nước sơn là anh em phát hiện rồi nó giá trị máy nó sẽ mất tiêu luôn các bạn. Đây là cái bộ ấm nguyên đó nè, anh em đi gì mà máy cài nó gì đó cái nhỏ đó anh em có để bộ ấm luôn, còn anh em mà về chạy gió lại anh em tháo ra cái bộ ha, chứ để nó thì nó rất là cồng kềnh các bạn. Hay còn cái khóa điện, tắt khóa điện hả? À, tắt điện đi, tắt điện còn nguyên luôn, còn vẫn còn cái bộ sạc luôn, bộ sạc riêng cho máy. Đây con này thì cụ ta các bạn, nhỏ như cha nắng chói điện cao mày ngoài trời lắm, review rồi cho ngoài cho mày nha, chú mày dậu đi. Kuta 782 quá đẹp luôn ha. Cái này thật. Này 782 các bạn. Này còn nguyên cái sạc rồi luôn các bạn, còn nguyên cái sạc nữa nè. Rồi gió được đó. Quá trời nó im rồi. Năm số nằm đây nè. Rồi đây rồi chụp chi tiết. Giao cho. Đó, một dòng sơn nét nha bạn, rất là đẹp. Nước sơn chấm nó còn nè. À. Mình có này nè, đẹp thì cũng phải có lỗi nhẹ ở đây. Đúng rồi. Đấy không? Cũng phải chốc chứ đâu phải, nếu mà không chốc này là mấy thùng thôi. Mấy thùng mới 100% nha. Cái này là nói chung mình về bãi gì là nó dùng cái màu sơn các em mình rất là đẹp, quá đẹp luôn ha. Đây, này cái coi ra nè, là máy mình đâu biết nó có nhiều ngựa hay sao hả, có nhiều ngựa ta, thằng này á. Ừ. 782 này nếu tính nó ngựa nó có khoảng 20 ngựa. Đây, dạng sau 20 ngựa anh em, này chạy vỏ lãi 6.3 thì chạy cũng phê lắm, mà có điều kiện lên turbo thì tới nóc luôn ha. Rất là đẹp. Đây cái bánh chớn nè, rất là mới. Ê, nó cũng ở của ta nó có bánh chén nó mỏng hơn cái Yamaha ha. Không. Nó vậy hơn. Vậy hơn sao? Nhỏ hơn. À. Mà nó dòng của ta thì nó tốc độ hơn Yamaha nha bạn. Đó này. Còn cái cục sạc của máy luôn. Này, quan sạc để rồi các bạn coi cái cánh quạt là còn đầy đủ hết luôn nha bạn. Đề 12 ha. Đề dây chuyền luôn á. Rồi nó mạnh hơn không? Nó mạnh hơn đề thẳng. À, đề chuyền mạnh đề thẳng. Nhẹ bên. Con này cỡ mười mấy củ bạn già. Hả? Mười mấy củ? 13 triệu. 13 triệu các bạn. Tới 13 triệu. Anh em sáng hút được con này ha. Đó. Kuta D782. 20 ngựa anh em, có sức 20 ngựa. Thì nếu mà nó bóng quá thì mà review những con xấu cho người ta vậy. À, con này. Còn cái con này đẹp thì con này xấu xấu phải không? Ừ. Rồi mình sẽ vô mình quay mấy cái con trong kia cho bạn xem. Mấy con xấu hơn thì giá cả nó sẽ mềm hơn. Đó, con này thì VIP thì sang cho anh em xem ha. Đó. Con này đẹp. À, sẽ vô trong mình quay mấy con máy trong đây. Con này mình giới thiệu con này là 782, 13 triệu nha anh. Đây một số máy này nữa nè. Số máy về đây. Mấy con này thì Kuta rồi Yamaha nó rất là nhiều. Có 74 nữa dạ. 74 nữa, 74 là 10 đó, dạ. Đẹp không? Dạ. À, Yamaha 74. Đây. Con này 74, 20 ngựa luôn.
nó bự sát mà nó cũng cái ngựa ngang cu tao luôn ha. 20 ngựa, 20 vết nha anh em, cua 2850 mà 3T74 này của hệ dân mang anh em. Còn con nó thì cu ta, cái con màu xám xám đó, cu ta cũng màu ghim luôn. Tại nguyên cái lóc này thì dân mang hết, sẽ mới về khoảng 10 con các bạn. Dân mang 3T6366 68 sát nhỏ, 72 sát nhỏ sáng luôn đó. Đâu? Trời, chưa ai cắt tối luôn nè. 68 mà màu xám 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 đen đúng không? Đen nào mà có bánh trứng nè thấy không? À bánh trứng bự, bánh trứng sai bánh trứng tải phải không? Đúng rồi. À, 3T68 mà bánh trứng lớn nha bạn. Màu xám đen hình như bóng mình bán cho các ông anh kia là bánh trứng nhỏ. Mà mình cũng màu xám đen vậy luôn phải không? Đen vậy luôn. À bóng có bán về cho ông anh cũng có màu xám vậy nè bạn, xám đen. Hôm nay Hoàng Sang mới về tiếp tục một con nữa ha. Một con này thì cái bánh trứng lớn. Nè mấy con này. Mấy con này xấu nè bạn. Nãy nó đẹp không? Rồi. Chứ mà cảnh chi sơn ha, mấy con này lấy sơn là đẹp mà đấu sơn luôn. Thì để sau là gì nè. Rồi, mấy con cua tay là giá cũng mềm không sao? Mềm. Con này cái bô mới tháo ra. Rồi nhìn vô. Thì con nó này... chóc nước sơn nè, nó về mình anh em mình sẽ bán nó sẽ rẻ hơn nha bạn. 905 bán 11 triệu nè. Hơi là bao hơi. Rồi, 11 triệu ha. 11 triệu. Rồi, 905 11 triệu cua ta luôn. Thì mấy con nào mà về nước sơn nó sẽ gớt là anh em sẽ bán hạ giá xuống một chút. Còn mấy con nào mà nó ghiền với nó chắc là mình bán nó cao hơn nha. Để con nãy đó, nãy thì nó chắc cao hơn. Cái con này của tao mấy nè? Con này 66. 66 ạ. Con tao 66. Con này cũng chưa vệ sinh luôn nha. Chưa vệ sinh. Rồi còn con này cũng còn nguyên cái bóm luôn. Mấy con này nói chung là bao hơi bao tết nổi nha bạn. Ờ mình không, tại mình tết đại diện cái con 782 thôi chứ con nào tết được á. Tết từ con thì rất là mất thời gian. Thì anh em có quan tâm thì liên hệ với bạn đó. Cái bạn Zalo thì bạn sẽ test cho bạn xem. Như anh em muốn có thiện chí mua thì bạn mọi sao có test nha. Mà mình cũng gắn cái bô ghim vô được mà không? À. Ngoài mua cái đẻ thì về nguyên lóc trong khi có này có kia. Là trả kiếm cái bô ghim gắn vô. Còn đó là 11 nè. 11 triệu. À, cua ta D905. Rất là lợi luôn á. Hai cua ta bên đây là tầm như là 10 con chăn me. Cũng sát mà ghé tiền nhỏ sát mà. Thì đi. Bởi vì về chút xíu mà nước sơn nó gớt là giá nó hạ cỡ nè. Mà anh em biết xài máy là anh em không có cần lựa mấy con quá xuất sắc nha bạn. Mình lựa mấy con này nè. Về mình chạy nó ổn định rồi được rồi, nó ghim rồi được rồi. Đàn trong ngon. Ừ, đàn trong ngon rồi. Chứ hơi hám thì nó ok nhưng mà đàn lông thì nó không bằng mấy con kia. Mà giá nó rẻ. Anh em biết xài máy thì mình lựa mấy con này là mình hợp túi tiền mình chạy im nè. Không cần mình lựa mấy con quá xịn. Còn anh em mà muốn đẹp có điều kiện thì mình sẽ sử dụng mấy con kia. Nó vừa đẹp mà ở trong mà đặt ngoài luôn. Tốt mã hay tốt nước sơn nè. Nè con ngoài đẹp rồi, cái con này chóc nữa phải không? Chóc nó rẻ nữa. À rẻ nữa mấy con. Mấy con nào mà nước sơn rớt hoặc là nó bị chày chùa đó bạn thì sang sẽ bán rẻ hơn nha. Mấy con nào mà nó đẹp thì mình lựa riêng, bán giá nó hơi cao hơn chút. Sao bán nó 11 triệu luôn á. Rồi đây à? Ừ. À, chúng ta là 11 luôn. Còn cái 774 đó nhiêu? 74 là. Ừ. 74 bán 15 triệu. 74 15, còn cái 68 11. Còn cái 63 66 à? Cái 68 72 á, hai con trong 72 đời tua 3075 đó, hai thớt. À, cặp hai thớt đúng không? Cặp hai thớt. À, hai con đó là 75 để cặp hai thớt. Còn mấy con này nữa. Nói chung là về à, muốn test ra nổ từ con là anh em phải liên hệ với bạn ha. Rồi có thiện chí mua thì bạn sẽ test cho bạn. Bạn xem con nào đó. Chứ mấy này thì bao hết. Bao là xịn hết à. Ok rồi. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ nha các bạn. Đây, kết thúc video tại đây nha anh em.